chào mừng các bạn trở lại với kênh youtube của tôi trốn tết pháo giấy quyền tự do cá nhân mặc cười với đôi mắt cười sự độc lập nhiều nốt nhạc mẫu chuyện vui nhộn pháo giấy đây là câu chuyện vui nhộn về trốn tết về một người bạn của tôi chúng ta hãy gọi anh ấy là nam nam là một người rất thích công việc của mình và luôn muốn dành thời gian cho nó thậm chí cả trong những ngày lễ lớn như tết một năm anh ấy quyết định trốn tết để làm việc anh ấy đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo, anh ấy sẽ ở lại văn phòng trong suốt kỳ nghỉ Tết, mang theo đủ thức ăn và nước để tồn tại. Tuy nhiên, Nam đã quên một điều quan trọng, anh ấy không phải là người duy nhất có chìa khóa văn phòng. Vào ngày đầu tiên của năm mới, khi anh ấy đang ngồi trong văn phòng với đống công việc, bất ngờ cửa mở ra và một nhóm người lao vào, hò hét và cười đùa. Hóa ra, đó là đội ngũ dọn dẹp, họ đã được thuê để làm sạch văn phòng trong kỳ nghỉ Tết nam đã bị bắt gặp ngay tại hiện trường với đóng công việc của mình mọi người đã cười lớn và sau đó đã chia sẻ với anh ấy một bữa tiệc tết nhỏ ngay tại văn phòng cuối cùng nam đã có một kỳ nghỉ tết vui vẻ hơn nhiều so với dự định ban đầu của mình mặc dù anh ấy đã trốn tết đó là một bài học cho tất cả chúng ta rằng không thể trốn tránh tết và thực sự chúng ta không nên tết là thời gian để chúng ta nghỉ ngơi thư giãn và tận hưởng niềm vui bên gia đình và bạn bè chúc mừng năm mới pháo giấy dĩ nhiên tôi có thêm một câu chuyện vui nhộn về trốn tết đây là câu chuyện về một cô gái tên là hạnh hạnh là một người rất yêu thích du lịch và luôn tìm kiếm cơ hội để khám phá thế giới một năm cô ấy quyết định trốn tết để đi du lịch cô ấy đã lên kế hoạch đi du lịch đến nhật bản một quốc gia không tổ chức tết nguyên đáng như việt nam tuy nhiên hạnh đã không tính đến một điều dù ở đâu trên thế giới cộng đồng người việt nam luôn tìm cách tổ chức tết khi cô ấy đến tokyo cô ấy đã tình cờ gặp một nhóm người việt nam đang chuẩn bị cho một buổi tiệc tết tại công viên joyogi họ đã mời hạnh tham gia và cô ấy đã có một kỳ nghỉ tết thú vị và đáng nhớ câu chuyện của hạnh cho thấy rằng dù chúng ta có trốn tết đến đâu không khí tết và tinh thần cộng đồng sẽ luôn tìm đến chúng ta và thực sự đó là điều tuyệt vời nhất của tết chúc mừng năm mới pháo giấy. Nhiều người ủng hộ trốn Tết vì họ xem đó là quyền tự do cá nhân và cơ hội để thể hiện sự độc lập. Chúng ta sẽ đàm phán về lý do họ cho rằng quyết định ở lại thành phố là một biểu hiện của quyền tự do cá nhân và tìm kiếm hạnh phúc cá nhân. Trốn Tết cũng là cách để một số người thể hiện sự độc lập của họ. Họ không muốn bị ràng buộc bởi các truyền thống hay quy định xã hội. Thay vào đó, họ muốn tự do tự quyết định cách họ sống cuộc sống của mình điều này không chỉ giúp họ thể hiện bản thân mà còn giúp họ phát triển tư duy độc lập và sự tự chủ quyền tự do cá nhân ủng hộ trốn tết tự do cá nhân là một trong những quyền cơ bản của con người được tôn trọng và bảo vệ bởi pháp luật trong bối cảnh này việc trốn tết có thể được xem như một biểu hiện của quyền tự do cá nhân dưới đây chúng ta sẽ khám phá lý do tại sao một số người lại ủng hộ quan điểm này tự do lựa chọn trước hết việc trốn tết cho phép mọi người tự do lựa chọn cách họ muốn dành thời gian của mình không phải ai cũng thích sự ồn ào nhộn nhịp của mùa lễ hội một số người có thể tìm thấy niềm vui trong sự yên tĩnh hoặc thậm chí là công việc của họ việc tôn trọng sự lựa chọn này không chỉ thể hiện sự tôn trọng quyền tự do cá nhân mà còn góp phần vào sự đa dạng văn hóa sự độc lập thứ hai trốn tết cũng là cách để một số người thể hiện sự độc lập của họ họ không muốn bị ràng buộc bởi các truyền thống hay quy định xã hội thay vào đó họ muốn tự do tự quyết định cách họ sống cuộc sống của mình điều này không chỉ giúp họ thể hiện bản thân mà còn giúp họ phát triển tư duy độc lập và sự tự chủ tìm kiếm hạnh phúc cá nhân cuối cùng trốn tết cũng có thể được xem như một hành trình tìm kiếm hạnh phúc cá nhân mỗi người đều có quyền tự do theo đuổi hạnh phúc của mình và đôi khi điều đó có nghĩa là phải đi ngược lại với quy định xã hội cho dù điều đó có nghĩa là phải trốn tết thì quyền tự do cá nhân vẫn nên được tôn trọng kết luận trên hết quyền tự do cá nhân là một trong những quyền cơ bản và thiêng liêng nhất của con người dù có thể gây tranh cãi nhưng việc ủng hộ trốn tết chính là việc tôn trọng quyền tự do cá nhân mỗi người đều có quyền tự quyết định cách họ muốn sống cuộc sống của mình và điều đó nên được tôn trọng và bảo vệ chúc mừng năm mới pháo giấy trốn tết cũng là cách để một số người thể hiện sự độc lập của họ họ không muốn bị ràng buộc bởi các truyền thống hay quy định xã hội sự độc lập một phân tích sâu hơn sự độc lập là một trong những giá trị cốt lõi của con người và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành cá nhân và xã hội khi nói đến việc trốn tết sự độc lập này trở nên cực kỳ quan trọng không muốn bị ràng buộc bởi truyền thống hay quy định xã hội truyền thống và quy định xã hội có thể tạo ra một khuôn khổ cho cuộc sống của chúng ta nhưng đôi khi chúng cũng có thể cảm thấy hạn chế một số người không muốn bị ràng buộc bởi những quy định này và thay vào đó họ muốn tự do tự quyết định cách họ sống cuộc sống của mình điều này không chỉ giúp họ thể hiện bản thân mà còn giúp họ phát triển tư duy độc lập và sự tự chủ thể hiện bản thân việc trốn tết cũng là một cách để một số người thể hiện bản thân điều này không chỉ giúp họ thể hiện cá nhân hóa mà còn giúp họ khẳng định quyền tự do cá nhân của mình điều này có thể giúp họ cảm thấy tự tin hơn về bản thân và quyết định của mình phát triển tư duy độc lập và sự tự chủ cuối cùng việc trốn tết cũng có thể giúp một số người phát triển tư duy độc lập và sự tự chủ khi họ tự quyết định cách họ muốn dành thời gian của mình họ phải đối mặt với các quyết định và hậu quả của chính họ điều này có thể giúp họ trở nên tự chủ hơn và cũng có thể giúp họ phát triển kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề vì vậy việc trốn tết không chỉ là một biểu hiện của quyền tự do cá nhân mà còn là một cách để thúc đẩy sự độc lập và tự chủ chúc mừng năm mới pháo giấy những ngày đầu năm tôi chọn lối mòn chạy trốn cuộc sống muốn tìm tự do dưới bóng cây nhỏ ký ức hiện về tết yên bình mà lòng vẫn như sông biển tôi là nam người đam mê công việc luôn chấp nhận dù lễ lớn hay bé năm nay quyết định trốn tết một lần mang theo đồ ăn mình tận hưởng từng giây phút đến văn phòng đèn mờ vài bàn ngờ đâu mở cửa bất ngờ tình cờ. Đội ngũ lao công, họ hét cười vang. Tết vắng mặt, nhưng họ đến đón nắng. Những ngày đầu năm, tôi chọn lối mòn. Chạy trốn cuộc sống, muốn tìm tự do. Dưới bóng cây nhỏ, ký ức hiện về. Tết yên bình mà lòng vẫn như sông biển. Chẳng tránh khỏi bàn tay duyên phận. Cuộc sống khéo léo, dọn vệ sinh Tết. Nam bị phát hiện, công việc bại lộ. Nhưng họ mở lòng, chia sẻ niềm vui nho nhỏ bữa tiệc nhỏ tận văn phòng này người xa nhà nhưng trái tim gần kề những nụ cười âm nhạc giữa phòng trống tết đặc biệt ấm áp như gia đình những ngày đầu năm tôi chọn lối mòn chạy trốn cuộc sống muốn tìm tự do dưới bóng cây nhỏ ký ức hiện về tết yên bình mà lòng vẫn như sông biển ngàn câu chuyện nhưng tôi chỉ là một trốn Tết, nhưng Tết trở nên đặc biệt. Cuộc sống lắm màu, đừng giữ riêng mình. Tình người ấm áp, như bài hát dịu dàng. Những ngày đầu năm, tôi chọn lối mòn. Chạy trốn cuộc sống, muốn tìm tự do. Dưới bóng cây nhỏ, ký ức hiện về. Tết yên bình mà lòng vẫn như sông biển. Điều quan trọng, không thể trốn tránh. Tết là thời gian, chúng ta đồng lòng. Đàm thoại cuộc sống, giữ tình người chúc mừng năm mới niềm vui bất tận nhiều nốt nhạc cảm ơn các bạn đã xem video này nếu bạn thích video này hãy nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất từ tôi chúc các bạn có một kỳ nghỉ tết vui vẻ và thoải mái nhất mặc cười với đôi mắt cười